em. Cô là Vũ Thị Anh, giáo viên trường Trung học phổ thông Ân Thi của tỉnh Hưng Yên. Rất vui ngày hôm nay được đồng hành cùng với các em trong tiết học lịch sử lớp 12. Các em thân mến, trong tiết học ngày hôm trước, các em đã được tìm hiểu bài 24, bài với nội dung hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước từ năm 1975 đến năm 1976. Và qua nội dung về quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước, các em đã thấy rằng việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã tạo điều kiện chính trị cơ bản để đất nước ta phát huy sức mạnh toàn thể, để đất nước ta bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu về nội dung công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Qua bài 26, cô cũng có một lưu ý với các em, đó là bài 25 thực hiện theo giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng ta sẽ không tìm hiểu nội dung bài 25. Và trước khi đi tìm hiểu nội dung của bài, cô và các em sẽ có một hoạt động khởi động như sau. Các em hãy theo dõi những hình ảnh trong đoạn video cô sẽ chiếu sau đây. Và sau khi theo dõi những hình ảnh, các em hãy cho cô biết những hình ảnh đó phản ánh về nội dung nào của đất nước ta. Xin mời các em. Những hình ảnh các em vừa theo dõi đã nói về sự thay đổi như thế nào về của đất nước ta. Đó là sự thay đổi về đời sống, về kinh tế và về xã hội của đất nước ta trong thời kỳ trước đổi mới và sau đổi mới. Vậy tại sao chúng ta phải tiến hành đổi mới và quá trình đổi mới đó được thực hiện như thế nào? Đó chính là nội dung của bài học 26 ngày hôm nay. Cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu. Bài 26, đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1986 đến năm 2000. Trong nội dung của bài 26 này, có các nội dung sau đây. Mục thứ nhất, một la mã, đường lối đổi mới của Đảng. Mục thứ hai, quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến năm 2000. Trong nội dung của bài học này, trọng tâm của tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về đường lối đổi mới của Đảng. Và còn mục hai la mã, quá trình thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến năm 2000. Mục này thực hiện theo giảm tải của Bộ Giáo dục. Cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung ở nhà. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài. Một la mã, đường lối đổi mới của Đảng. Một nhỏ, hoàn cảnh lịch sử mới. Các em sẽ có nhiệm vụ sau đây. Các em sẽ đọc cho cô mục 1 sách giáo khoa trang 208 và liên hệ với phần kiến thức của bài số 2 và bài số 10 trong chương trình của phần lịch sử thế giới các em đã học ở chương trình học kỳ 1. Và các em hãy cho cô biết bối cảnh lịch sử trong nước và thế giới như thế nào để chúng ta tiến hành đổi mới. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ nhất, bối cảnh trong nước.
bối cảnh trong nước của chúng ta như thế nào để Việt Nam bắt tay vào công cuộc đổi mới. Các em đã biết, sau khi chúng ta hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước từ năm 1975 đến năm 1976, ngay sau đó, từ năm 1976 đến năm 1986, nhà nước ta đã bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và trong 10 năm đó, cuộc sống của nhân dân ta như thế nào? Kết hợp với nội dung về bối cảnh trong sách giáo khoa, và các em hãy theo dõi một số hình ảnh sau đây để chúng ta sẽ biết được cuộc sống, đời sống kinh tế của nhân dân ta trong 10 năm 1976 đến 1986 ra sao. Hình ảnh các em đang nhìn thấy đó chính là hình ảnh những người dân đang xếp hàng để mua chất đốt, rồi người dân xếp hàng để mua rau quả. Và để mua được chất đốt, mua được rau quả không phải là sử dụng bằng tiền mặt, lưu thông tiền tệ một cách thoải mái như hiện nay, mà để thanh toán được thì sẽ qua hình thức đó là sử dụng tem phiếu và phiếu mua lương thực. Đó chính là những thứ không thể thiếu trong thời kỳ năm 1976 đến năm 1986. Ngoài ra, hàng hóa cũng không phải được mua một cách thoải mái và tự do như chúng ta ngày nay, mà hàng hóa lúc bây giờ được mua bán theo sự quy định của nhà nước. Các em có thể theo dõi qua bảng số liệu sau đây. Số lượng gạo được phép mua theo diện lao động. Cụ thể, nếu là cán bộ thì sẽ được mua 13 kg gạo trong một tháng. Là lao động nặng nhọc thì sẽ mua khoảng 13-19 kg. Hay là bộ đội thì sẽ được mua 21 kg. Trẻ em 1 tuổi thì được quy định mua 3 kg. Và những người nông dân thì sẽ được mua 11-15 kg. Qua bảng số liệu, qua những hình ảnh các em vừa nhìn thấy và qua bảng số liệu mà cô vừa đưa ra, các em có nhận xét gì về những hình ảnh trên và những hình ảnh đó nói lên điều gì? Đó chính là những hình ảnh mà nói về thời kỳ đất nước ta sống trong sự bao cấp của nhà nước từ năm 1976 đến năm 1986. Thời kỳ mà người dân sinh sống bằng sự phân phối, cấp phát của nhà nước từ cây kim, sợi chỉ, que diêm cho đến lương thực, thực phẩm. Và trong thời gian này, trong 10 năm này, đất nước ta đã đạt được một số những thành tựu đáng kể. Thế nhưng, do chế độ bao cấp kéo dài, nó bắt đầu bộc lộ những mặt khó khăn và yếu kém. Và những khó khăn và yếu kém này ngày càng kéo dài hơn, ngày càng sâu sắc hơn khi mà những chủ trương và chính sách của nhà nước vẫn chưa có sự thay đổi. Và trước bối cảnh đó, đất nước chúng ta đang có dấu hiệu và lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Một yêu cầu đặt ra cho đảng ta lúc này đó là cần phải đổi mới. Bối cảnh thứ hai các em sẽ tìm hiểu đó là bối cảnh về thế giới. Vậy tình hình thế giới lúc này như thế nào? Trên thế giới, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra, và đặc biệt vào những năm 70 của thế kỷ 20, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra và tác động vô cùng mạnh mẽ. Và sự tác động mạnh mẽ này nó đã đưa đến cho thế giới vào những năm 80 của thế kỷ 20 một xu thế, đó chính là xu thế toàn cầu hóa. Xu thế toàn cầu hóa tác động đến các quốc gia, các dân tộc trên thế giới và tạo ra những thời cơ, đem lại những thời cơ cho các nước, đặc biệt là với các nước đang phát triển. Đứng trước xu thế toàn cầu hóa đó, một yêu cầu đặt ra cho Việt Nam lúc này đó là chúng ta cần phải có sự đổi mới để bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa. Thứ hai, cũng trong thời gian này, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đang lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và trầm trọng. Cuộc khủng hoảng toàn diện này bắt đầu manh nha từ những năm 70 sang những năm 80 của thế kỷ 20. Và để có thể thoát khỏi ra cuộc khủng hoảng đó, các nước Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã có những động thái để thay đổi. Động thái đầu tiên đó là tháng 12 năm 1978, nhà nước Trung Quốc đã có sự thay đổi bằng việc đó là đề ra đường lối đổi mới, và đến năm 1987 đã được nâng lên thành đường lối chung. Động thái thứ hai, tháng 12 năm 1985, Liên Xô đã tiến hành cải tổ. Sau khi Liên Xô cải tổ thì lần lượt các nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu cũng đã có những sự thay đổi để điều chỉnh cho phù hợp với cả tình hình của thế giới. Như vậy các em thấy rằng trước tình hình bối cảnh ở trong nước và tình hình thế giới đang có những sự thay đổi, và đặc biệt hơn nữa trong phe xã hội chủ nghĩa đang có những dấu hiệu của sự khủng hoảng, và những sự khủng hoảng này một yêu cầu đặt ra lúc này đối với Việt Nam
nói riêng và đối với thế giới nói chung, nhất là với các nước xã hội chủ nghĩa, cần phải đổi mới. Đây chính là lý do mà Đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới. Công cuộc đổi mới của chúng ta được tiến hành như thế nào và được diễn ra ra sao? Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai. Cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu 3 vấn đề. Thứ nhất, thời gian tiến hành đổi mới. Thứ hai, quan điểm đổi mới của Đảng. Và thứ ba, nội dung đổi mới của Đảng. Nội dung thứ nhất, các em sẽ đi tìm hiểu về thời gian. Hình ảnh các em đang nhìn thấy đó chính là Đại hội 6. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, hay còn gọi là Đại hội 6, đã được diễn ra tại Hà Nội. Tại đại hội này, đã đánh giá tình hình của đất nước, đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước trong thập niên đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và cũng tại đại hội, đường lối đổi mới đã được đề ra và sau đó được điều chỉnh, bổ sung, phát triển qua các đại hội 7 vào tháng 6 năm 1991, đại hội 8 tháng 6 năm 1996 và đại hội 9 tháng 4 năm 2001. Tỉnh Hưng Yên đã có một người con ưu tú, đó chính là đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm và ông đã được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sinh ra và lớn lên tại làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ của tỉnh Hưng Yên. Trải qua những thăng trầm của cách mạng lịch sử Việt Nam, ông đã giữ các chức vụ khác nhau. Và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, tháng 12 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Trong suốt thời gian giữ chức Tổng Bí thư từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 6 năm 1991, đồng chí Nguyễn Văn Linh là người đã khởi xướng và đã lãnh đạo thành công đường lối đổi mới của Đảng trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đang cực kỳ khó khăn và phức tạp. Và lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ghi nhận rằng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp vô cùng hiệu quả vào việc kiến tạo sự chuyển hướng đường lối chiến lược của Đảng và là người khởi xướng chủ chốt cho sự nghiệp đổi mới của nhân dân. Và tại đại hội này, đường lối đổi mới của Đảng đã được đề ra dưới kim chỉ nam quan điểm như thế nào? Chúng ta tìm hiểu sang nội dung thứ hai. Quan điểm đổi mới của Đảng. Nhiệm vụ của các em như sau. Các em sẽ tiếp tục theo dõi nội dung trong sách giáo khoa và các em sẽ đọc cho cô hai đoạn chữ nhỏ sách giáo khoa trang 209 và trả lời cho cô câu hỏi quan điểm đổi mới của Đảng ta. Vậy Đảng ta đã có quan điểm đổi mới như thế nào? Để hiểu rõ hơn, các em hãy theo dõi qua đoạn phim tư liệu sau đây. Đại hội 6 khởi xướng đường lối đổi mới, đại hội mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của cách mạng, của đất nước và dân tộc Việt Nam, viết thêm một trang chói lọi trong biên niên sử của Đảng ta. Tư duy về nền kinh tế thị trường đã có những bước tiến bộ rõ rệt. Không phải là một nền kinh tế thị trường bất kỳ nào, mà là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là phải có Đảng bảo đảm chính trị cho sự phát triển kinh tế, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, mà cốt lõi là tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Để đem đến công bằng cho người dân, cho các chủ thể kinh tế và làm cho mỗi người đều tìm thấy triển vọng phát triển của mình trong một xã hội phát triển năng động, sáng tạo và có năng suất lao động ngày một cao lên. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng còn phải là chủ nghĩa xã hội có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, với con người là giá trị cao nhất. Qua đoạn phim tư liệu trên, chắc hẳn các em đã thấy được quan điểm đổi mới của Đảng ta, đó chính là đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu đó thực hiện có hiệu quả bằng những biện pháp và những bước đi thích hợp. Ngay từ khi ra đời, vào tháng 1 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ ràng và dứt khoát con đường của cách mạng Việt Nam, đó chính là con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và con đường này trải qua bao thăng trầm của cách mạng, trải qua những biến cố của lịch sử. Và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 này, mục tiêu của chúng ta một lần nữa tiếp tục khẳng định đó chính là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời điểm này sẽ là con đường mà chúng ta phải vận dụng những biện pháp, những bước đi
để cho đúng đắn, cho thích hợp và làm thế nào để công cuộc đổi mới của chúng ta có thể thành công và đạt được kết quả cao nhất. Thứ hai, đổi mới là phải toàn diện và đồng bộ. Đổi mới từ kinh tế đến chính trị, tổ chức, tư tưởng, văn hóa, trong đó trọng tâm đó là đổi mới về kinh tế. Bởi vì có đổi mới thành công về kinh tế mới tạo được điều kiện cơ bản để chúng ta đổi mới được hệ thống chính trị thuận lợi. Và ngược lại, nếu không đổi mới về hệ thống chính trị thì đổi mới về kinh tế sẽ gặp trở ngại. Còn một lý do nữa mà chúng ta quyết định sẽ lấy trọng tâm đổi mới về kinh tế đó là sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực yên ta tan rã, một xu thế chung phát triển của thế giới lúc này đó chính là xu thế tập trung vào phát triển kinh tế, và chỉ có phát triển kinh tế mới có thể xây dựng được sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia. Và trước những quan điểm cũng như những sự thay đổi của tình hình thế giới, Đảng ta đã đưa ra quan điểm đổi mới vô cùng đúng đắn. Và để thực hiện quan điểm đó, nội dung đổi mới của Đảng ta sẽ được tiến hành như thế nào, trên những lĩnh vực nào, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. C. Nội dung đường lối đổi mới. Ngay trong quan điểm đổi mới của Đảng, các em đã thấy đổi mới của chúng ta xác định sẽ đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm sẽ là đổi mới về kinh tế. Và tại nội dung về đổi mới, chúng ta đã xác định. Thứ nhất, đổi mới về kinh tế. Thứ hai, đổi mới về chính trị. Để tìm hiểu nội dung về đổi mới về kinh tế và chính trị như thế nào, các em sẽ có một nhiệm vụ sau đây. Các em sẽ đọc cho cô hai đoạn cuối trong sách giáo khoa trang 209 và sẽ trả lời cho cô câu hỏi nội dung đường lối đổi mới về kinh tế và chính trị của chúng ta được xác định tại Đại hội Đảng lần thứ 6 bao gồm những nội dung nào? Thứ nhất, đổi mới về kinh tế. Trong nội dung đổi mới, Đảng ta xác định đổi mới về kinh tế đó là sẽ xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp để hình thành cơ chế thị trường. Nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp là một nền kinh tế tồn tại kéo dài trong suốt 10 năm từ năm 1976 đến năm 1986. Và hậu quả của sự kéo dài cơ chế bao cấp đó chính là đất nước ta đã có sự khủng hoảng về kinh tế và xã hội. Do đó, trong nội dung đổi mới về kinh tế, Đảng ta đã xác định sẽ xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Và để một lần nữa thấy rõ hơn cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã bộc lộ những mặt hạn chế như thế nào, các em sẽ theo dõi cho cô qua thước phim tư liệu sau đây. Thực tiễn đã chứng minh, thời kỳ bao cấp là một giai đoạn mà hầu hết các hoạt động kinh tế kế hoạch hóa do nhà nước kiểm soát. Một đặc điểm của nền kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản, không chấp nhận kinh doanh tự do, nhà nước phân phối vài chục mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống như gạo, thực phẩm, chất đốt, vải vóc, pin, cho đến các tiêu phẩm phân phối được mua bổ sung như xà phòng giặt, dầu, xi măng, khung, xăng lốp xe đạp. Toàn bộ nguồn cung cấp lương thực thực phẩm và nhu cầu thiết yếu cuộc sống là thông qua chế độ tiêu chuẩn tem phiếu có định mức cho từng đối tượng. Hàng hóa thời đó không được mua bán tự do trên thị trường như bây giờ, không được phép vận chuyển tự do hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác, trao đổi bằng tiền mặt bị hạn chế, nên có người thậm chí có tiền vẫn đói vì không ai được phép kinh doanh. Câu nói có tiền mua tiên cũng được, ít nhất cũng không thể đúng ở thời bao cấp. Thời này, sổ gạo mới là thứ quan trọng nhất. Cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp từ những năm nay không tạo được động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, gây rối loạn trong phân phối lưu thông. Chính vì vậy, việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang một cơ chế quản lý mới trở thành nhu cầu cần thiết và cấp bách nhất, đó là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua thước phim tư liệu trên, các em đã thấy việc xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp mà Đảng và Nhà nước ta xác định trong nội dung đổi mới về kinh tế là một việc vô cùng đúng đắn và kịp thời, phù hợp với cả bối cảnh của tình hình trong nước và thế giới. Chúng ta cũng đã xác định rằng sau khi xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chúng ta sẽ hình thành một cơ chế thị trường, một cơ chế mà ở đó người dân có thể trao đổi, mua bán một cách thoải mái,
Một cơ chế sẽ tạo ra sự cạnh tranh công bằng. Việc xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chính là một nội dung đúng đắn của Đảng ta. Và sau khi xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chúng ta xác định sẽ hình thành nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế mà ở đó người dân được phát triển với những yếu tố kinh tế nhiều thành phần, để từ đó sẽ tạo ra những sự cạnh tranh công bằng trong nền kinh tế nhiều thành phần. Đây cũng chính là nội dung thứ hai trong nội dung đổi mới về kinh tế. Đó là xây dựng nền kinh tế quốc dân, cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ và công nghệ. Phát triển nền kinh tế quốc dân với nhiều ngành nghề, từ nông nghiệp đến lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ sẽ tạo điều kiện để cho chúng ta phát triển tổng hòa được các ngành kinh tế và tạo được sức mạnh của nền kinh tế tổng hợp cho đất nước Việt Nam. Thứ ba, chúng ta sẽ phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, chúng ta hiện nay đang phát triển nền kinh tế với cơ cấu 5 thành phần, gồm có kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài. Và với việc phát triển 5 thành phần kinh tế đó sẽ tạo điều kiện làm đòn bẩy để cho chúng ta tăng trưởng nền kinh tế và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Nội dung thứ tư, chúng ta sẽ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Đây là nội dung cũng vô cùng đúng đắn và phù hợp kịp thời với bối cảnh của đất nước. Và chỉ sau 9 năm chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới, vào tháng 7 năm 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN. Và cũng ngay sau đó, vào năm 1996, Việt Nam đã tham gia vào khu vực mậu dịch tự do APTA. Cũng trong năm này, chúng ta đã tham gia vào diễn đàn hợp tác kinh tế Á-Âu, ASEM. Và tới năm 1998, thì chúng ta đã tham gia vào diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Và đến năm 2008, sau hơn 20 năm tiến hành đổi mới, thì chúng ta đã trở thành thành viên của Tổ chức Kinh tế Thế giới, WTO. Như vậy, qua nội dung chúng ta vừa tìm hiểu về đổi mới về kinh tế, chúng ta thấy rằng nền kinh tế của chúng ta hiện nay đang đạt được những thành quả và những thành tựu rất đáng nể nhờ công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước tại Đại hội 6. Về chính trị, chúng ta cũng có những nội dung đổi mới sau đây. Đảng ta xác định sẽ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Một nhà nước mà trong đó nhân dân làm chủ, nhân dân có quyền bầu cử, nhân dân có quyền ứng cử và nhân dân có quyền bãi miễn. Một nhà nước mà ở đó nhân dân sẽ có trách nhiệm, nhân dân sẽ có nghĩa vụ để đóng góp trí tuệ, sức người, sức của để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và cũng là một nhà nước mà trong đó nhân dân sẽ được nhà nước phục vụ, đem lại lợi ích cho nhân dân, mục tiêu hướng đến nhân dân. Và trong suốt những ngày qua, như các em đã thấy, cả thế giới và Việt Nam đang gồng mình để chống chọi với một dịch bệnh, đó chính là COVID-19. Và nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta đang chứng tỏ với nhân dân, cũng đang khẳng định với thế giới rằng nội dung chúng ta tiến hành đổi mới luôn luôn đảm bảo mục tiêu, đó chính là xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Một nhà nước mà luôn mong muốn sự bình an, sức khỏe cho nhân dân được đưa lên hàng đầu. Nội dung thứ hai, đó là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đó là nền dân chủ mà người dân sẽ làm chủ và được hưởng mọi quyền dân chủ, được giao mọi quyền lực cho nhân dân. Thứ ba, chúng ta sẽ thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đây là một chính sách được đưa ra cũng phù hợp với một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chính là truyền thống đoàn kết. Và nhờ truyền thống này, dân tộc Việt Nam của chúng ta đã trải qua bao biến cố của lịch sử, từ thời kỳ dựng nước đến thời kỳ giữ nước và đến thời kỳ xây dựng đất nước. Nhờ có tinh thần đoàn kết nên nhân dân ta đã vượt qua những khó khăn và những thách thức đó. Và chúng ta đoàn kết để chúng ta khẳng định rằng công cuộc đổi mới của chúng ta sẽ thành công. Chúng ta mới có thể trở thành bạn, mới có thể trở thành đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Và thực hiện chính sách đoàn kết cũng chính là khẳng định sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Nội dung thứ tư, chúng ta sẽ thực hiện
chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác là một nội dung trong quá trình đổi mới chúng ta đã bắt kịp với xu thế của thế giới. Xu thế của thế giới lúc này đó chính là xu thế hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Và sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, Việt Nam của chúng ta đã có những hợp tác song phương và đa phương với hơn 170 quốc gia trên thế giới. Chúng ta đã mở rộng quan hệ thương mại quốc tế với hơn 230 thị trường và chúng ta cũng đã ký kết hơn 90 hiệp định song phương. Qua nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu, nội dung đổi mới về kinh tế và về chính trị, các em thấy rằng đổi mới ở Việt Nam được coi là một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng trong phát triển, một cuộc cách mạng mang tầm vóc của một cuộc cách mạng bởi vì nó cải biến triệt để sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó đã đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội và để cho đến ngày nay chúng ta đạt được những thành tựu rực rỡ trên tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội. Các em thân mến, các em vừa theo dõi nội dung về đường lối đổi mới của Đảng. Và cô hy vọng rằng qua các nội dung chúng ta vừa tìm hiểu, các em đã nắm chắc được các kiến thức cơ bản. Và để kiểm tra xem kiến thức ngày hôm nay của chúng ta như thế nào, sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập với một số các câu hỏi hình thức trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ. Phương án A, Đại hội 4. Tháng 12 năm 1976. B. Đại hội 5 tháng 3 năm 1982. C. Đại hội 6 tháng 12 năm 1986. D. Đại hội 7 tháng 6 năm 1991. Đây là một câu hỏi với cấp độ nhận biết. Cô tin chắc rằng các em sẽ chọn được phương án đúng cho mình. Đó chính là phương án trả lời C. Tại Đại hội 6 tháng 12 năm 1986. Câu số 2. Chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1986 về phương án A. Chính trị, B. Văn hóa, C. Pháp luật, D. Đối ngoại. Và đáp án các em chọn đó là phương án A, chính trị. Câu hỏi số 3. Trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước được nêu ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 tháng 12 năm 1986 là phương án A, đổi mới về kinh tế, B, đổi mới về chính trị, C, đổi mới về văn hóa, xã hội, D, đổi mới về kinh tế và chính trị. Ở câu hỏi này, chúng ta có cụm từ để nhận biết đó là trọng tâm. Đáp án các em lựa chọn đó chính là đáp án A, đổi mới về kinh tế. Câu số 4. Trong đường lối đổi mới đất nước từ tháng 12 năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế. Phương án A, thị trường tư bản chủ nghĩa. B, hàng hóa có sự quản lý của nhà nước. C, thị trường có sự quản lý của nhà nước. D, tập trung quan liêu bao cấp. Và phương án lựa chọn ở đây chính là phương án D, tập trung quan liêu bao cấp. Câu số 5, nguyên nhân quyết định thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta là phương án A, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn sáng tạo. B, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân Việt Nam. C, hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi, sự giúp đỡ to lớn của bạn bè thế giới. D, tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ba nước Đông Dương. Câu hỏi ở đây có cụm từ đó là nguyên nhân quyết định và phương án các em lựa chọn đó chính là đáp án A, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối đổi mới cách mạng đúng đắn và sáng tạo. Qua nội dung về phần luyện tập này, cô hy vọng rằng các em đã nắm chắc nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay. Cô có một bài tập về nhà cho các em như sau. Các em hãy vận dụng so sánh công cuộc đổi mới ở Việt Nam với cải tổ ở Liên Xô, cải cách ở Trung Quốc và sẽ liên hệ cho cô phần lịch sử thế giới các em đã được học trong học kỳ 1.
để làm cho cô bài tập này. Và để làm được phần bài tập này, cô có một gợi ý cho các em. Các em hãy lập bảng và chúng ta sẽ tìm hiểu xem thời gian, chủ trương, kết quả cuộc cải tổ của Liên Xô, cải cách ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam đã được tiến hành như thế nào. Cô hy vọng rằng với bài tập cô vừa đưa ra, chắc chắn các em sẽ làm tốt. Bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Thân mến, chào các em.